Zoom Mat xin chào các bạn và chào mừng các bạn để tiếp tục quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Phương, người sẽ đồng hành với các bạn trong suốt hỏi các bạn này. Trong chuyên mục hỏi đáp nhanh tuần này, chúng ta sẽ đến với một bài toán nằm trong phần ứng dụng đạo hàm. Bài toán này khá phổ biến trong các đề thi đại học. Dạng toán tìm n để hàm số fxm đồng biến trên khoảng AB. Nào và trước khi đi vào nội dung chính thú vị của bài toán ngày hôm nay, thì nếu bạn vẫn còn đang theo dõi video này, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời lần đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại Zoomat TV. Bài toán có nội dung như sau. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị fx như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên n nằm trong cái khoảng từ trừ 20 tới 20 để hàm số y bằng f của x mũ 4 trừ 5x bình phương cộng m trừ 11 luôn đồng biến trên khoảng 0,1. Đáp án A là 30, đáp án B là 29, đáp án C là 0 và đáp án D là 10. Đầu tiên thì để dễ làm, các bạn đặt cho mình cái hàm gx chính là bằng f của x mũ 4 trừ cho 5x bình phương cộng m trừ cho 11. Và cái định nghĩa về một cái hàm số luôn đồng biến trên khoảng AB chắc chắn là các bạn cũng biết rồi đúng không? Mình ở đây mình cũng định nghĩa lại nhanh cho các bạn nhé. Một cái hàm số y bằng fx mà muốn đồng biến trên một cái khoảng AB khi và chỉ khi là fx luôn luôn lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng AB và dấu bằng chỉ xảy ra tại một số điểm hữu hạn. Như vậy chúng ta sẽ áp dụng vào cái định nghĩa biến thiên của hàm số cho cái hàm gx này. Trước tiên thì mình sẽ đạo hàm cái hàm gx lên. Thì các bạn để ý là hàm gx của mình chính là hàm fu, mà đạo hàm của fu thì chính là bằng là f phết u nhân cho u phết. Hay nói cách khác, chúng ta sẽ có được cái đạo hàm của g phết x như sau. G phết x sẽ bằng f phết của x mũ 4 trừ 5x bình phương cộng m trừ 11 nhân cho là 4x mũ 3 trừ cho 10x. 4x mũ 3 trừ 10x là cái u phết đó các bạn. Trong đó hàm u của mình chính là x mũ 4 trừ cho 5x bình phương cộng m trừ 11. Rồi đến đây thì mình áp dụng cái định nghĩa biến thiên của hàm số cho cái hàm gx như sau. Để hàm số gx mà đồng biến trên khoảng 0,1 khi và chỉ khi là g phết x luôn lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 0,1. Mình nhắc lại thì đây chính là cái định nghĩa về tính biến thiên của hàm số thôi. Bạn nào chưa biết thì có thể xem lại trong sách giáo khoa nhé. Rồi lúc này chúng ta sẽ tương đương, đó là f phết của x mũ 4 trừ 5x bình phương cộng m trừ 11. Tất cả nhân cho 4x mũ 3 trừ 10x sẽ lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 0,1. Và các bạn biết được rằng là cái hàm 4x mũ 3 trừ 10x thì sẽ luôn luôn nhận những giá trị âm nằm trong khoảng từ 0 tới 1. Các bạn có thể kiểm chứng bằng cái máy tính Casio dùng cái lệnh là lập bảng nhé các bạn. Và lúc này thì do 4x mũ 3 trừ 10x luôn luôn nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc khoảng từ 0 tới 1. Vì vậy mà lúc này chúng ta sẽ tiếp tục tương đương. Đó là f phết của x mũ 4 trừ 5x bình phương cộng m trừ 11 sẽ nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc khoảng 0,1. Và mình đánh dấu cái điều kiện này là điều kiện 1 nhé các bạn. Đến đây thì thông thường các bạn sẽ hay bị bí ở cái chỗ này và các bạn sẽ không biết là tiếp tục chúng ta sẽ làm như thế nào. Thì cũng khá đơn giản thôi. Bằng cách ở đây chúng ta sẽ xét cái thằng u chính là x mũ 4 trừ 5x bình phương cộng m trừ 11. Như vậy chúng ta sẽ chuyển cái đẳng thức 1 này về cái đẳng thức theo cái thằng f phết u. Và lúc đó dựa vào đồ thị f phết u, chúng ta có thể hoàn toàn kết luận được cái bài toán. Và các bạn lưu ý rằng cái đồ thị f phết u với đồ thị f phết x thì nó cũng như nhau thôi. Quan trọng là cái khoảng xét của u lúc này nó sẽ như thế nào. Do vậy mà khi mà chúng ta đặt u bằng x mũ 4 trừ 5x bình phương cộng m trừ 11 với x thuộc khoảng từ 0 tới 1 thì chúng ta cần phải xét coi cái u nó chạy trong cái khoảng nào. Chúng ta sẽ đi lập cái bảng biến thiên của u phết. U phết của mình chính là bằng là 4x mũ 3 trừ cho 10x. Và giống như mình lập bảng vừa rồi đấy, thì các bạn sẽ thấy được rằng là 4x mũ 3 trừ 10x thì luôn luôn nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc trong khoảng từ 0 tới 1. Vì vậy mà chúng ta sẽ có được một cái kết luận, đó chính là cái hàm số ux thì luôn nghịch biến trên cái khoảng 0,1. Và do nó nghịch biến trên khoảng 0,1, khi đó với x nhỏ hơn 1 lớn 0, thì chúng ta sẽ suy ra được là ux sẽ nhỏ hơn u0 và lớn hơn u1. Cái này là dựa vào tính biến thiên của hàm số để từ đó chúng ta suy ra thôi. Trong đó thì u0 thì chính là bằng là m trừ cho 11, còn u1 thì chính là bằng là m trừ cho 15. Như vậy chúng ta sẽ tương đương được là m trừ 15 sẽ nhỏ hơn ux và nhỏ hơn m trừ 11. Hay nói cách khác, lúc này cái đẳng thức 1 chúng ta sẽ đồng nhất về một cái đẳng thức theo u như sau. 1 sẽ tương đương là f phết u sẽ nhỏ bằng 0 với mọi u thuộc cái khoảng từ m trừ 15 tới m trừ 11. Rồi lúc này thì chúng ta dựa vào cái đồ thị của hàm số thôi.
thì các bạn thấy là đồ thị của hàm fx với đồ thị của hàm fu thì nó cũng như nhau thôi. Rồi như vậy thì dựa vào đồ thị thì chúng ta sẽ thấy được rằng là để fxu mà luôn luôn nhỏ bằng 0, có nghĩa là cái đồ thị của fxu nó sẽ nằm ở cái phần màu đỏ như mình tô ở đây. Hay nói cách khác là với những giá trị u mà nhỏ hơn trừ 1, hoặc là những cái giá trị u mà nằm trong cái đoạn là từ 0 tới 1, thì chắc chắn những cái giá trị này nó sẽ làm cho fxu bé hơn bằng 0. Do vậy áp dụng vào thì chúng ta sẽ có được là cái đẳng thức fxu nhỏ bằng 0 với mọi u thuộc cái khoảng từ m-15 tới m-11 sẽ tương đương với điều như sau. Đó là m-11 nó phải nhỏ bằng trừ 1, hoặc là 0 sẽ nhỏ bằng m-15, nhỏ hơn m-11 và nhỏ bằng 1. Đến đây thì các bạn tương đương, đó là m sẽ nhỏ bằng 10, hoặc là 15 nhỏ bằng m, nhỏ bằng 10. Thì các bạn thấy là cái trường hợp thứ hai nó vô lý các bạn. Không có giá trị đầu của m mà có thể nhỏ 10 mà lớn 15 được. Như vậy chúng ta chỉ nhận được tất cả những giá trị mà m nhỏ bằng 10. Và do giả thuyết của bài toán, mình chỉ tính những giá trị m mà nằm trong khoảng từ trừ 20 tới 20 thôi. Vì vậy mà chúng ta sẽ có m nhận những cái giá trị, đó là từ trừ 19, trừ 18 cho tới 10. Và chúng ta đếm được 30 số nguyên n m. Và các bạn chọn đáp án là A. Như vậy là mình đã giải xong cái bài toán này. Phương pháp để giải bài toán này thì cũng khá là đơn giản. Chúng ta chỉ sử dụng cái định nghĩa biến thiên của hàm số. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ dựa vào cái đồ thị để từ đó các bạn có thể biện luận ra được cái khoảng của n m thỏa yêu cầu bài tập. Để hiểu bài toán này hơn thì mình nghĩ là các bạn nên thao tác lại thêm một lần nữa. Và trong quá trình mình giảng bài toán này thì nếu bạn chưa hiểu chỗ nào, đừng ngại để lại vài dòng bình luận bên dưới cho mình được biết nhé. Mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu bạn thấy bài giảng này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like ngay nha. Đồng thời lúc đầu tiên các bạn ghé thăm kênh của mình, đừng quên bấm một nút đăng ký và ấn vào chiếc chuông thông báo nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những bài giảng mới nhất chỉ có tại UMAT TV. Mến chào và chúc các bạn ngồi học tập thật vui và thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục hỏi đáp nhanh tiếp theo.